Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Nghi Nguyễn Korea. Hôm nay Nghi muốn chia sẻ với các bạn một cái món rau câu truyền thống, đó là rau câu sơn thủy, được làm từ rau củ quả, màu sắc vừa đẹp lại vừa bổ dưỡng mà ăn ngon nữa các bạn. Trong đám tiệc ở quê thì người ta hay làm cái món rau câu này để đãi khách, thì hôm nay mời các bạn cùng vào bếp làm với mình cái món rau câu này nha. Nguyên liệu mà để Nghi làm nên một cái món rau câu sơn thủy có màu sắc đẹp thì Nghi dùng từ rau củ quả màu tự nhiên, đó là Nghi dùng lá dứa nè, rồi màu cà rốt, rồi màu củ dền và sữa tươi và sữa đặc. Thì ở đây Nghi dùng 100ml sữa tươi nha các bạn, và một củ cà rốt. Thì củ cà rốt và củ dền, lá dứa thì Nghi sẽ đem xay nhuyễn để mình vắt lấy cái nước. Đây là cái món ăn mà ngày xưa ở quê mình á, đám cưới á, người ta hay đãi lắm, đám giỗ đám cưới thì người ta hay đổ cái món rau câu sơn thủy này lắm luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cà rốt vào mình xay nha các bạn, thái sợi rồi mình xay cho nó nhanh nha các bạn. Mình xay rồi mình luộc lấy miếng. Rồi bây giờ mình cho ra cái tô nè. Các bạn chế ít nước thôi. Mình chế nước vừa để mà mình xay cái củ cà rốt này nó không có bị cháy máy thôi, chứ mình đừng có chế nhiều nước quá nha các bạn. Chế nước nhiều quá thì một hồi nữa cái rau câu của mình nó không ngon, nên là mình chế nước vừa đủ xay thôi. Củ dền cũng vậy, mình cũng chế một tí tẹo nước thôi. Nếu như mà mình làm cái màu cái rau củ dền này nè, với lại màu cà rốt, lá dứa mà mình cho nhiều nước quá thì một hồi cái rau câu của mình nó sẽ bị lỏng, không ngon. Nên là các bạn chế nước vừa đủ xay thôi. Mình cũng lược ra giống như của cà rốt hồi nãy các bạn. Rồi tiếp tục lá dứa mình cũng xay rồi mình lược như nãy luôn. Đây, cái nước lá dứa Nghi cũng đã lượt xong rồi nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi nấu cái bột rau câu. Thì ở đây Nghi dùng bịch rau câu giòn 25g. Và 1 lít nước và 250g đường nha các bạn. Là một bịch rau câu 25g, Nghi dùng 1 lít nước và 250g đường. Rồi bây giờ mình sẽ quấy đều cái hỗn hợp này lên, mình nấu cho khi nào mà cái rau câu của mình nó trong cái nước đó, nó trong veo lại là được. Rồi bây giờ Nghi sẽ cho vô trong cái màu hồi nãy của dền Nghi luộc nè. Nghi cho khoảng 2 muỗng canh sữa đặc. Các bạn biết tại sao mà Nghi cho sữa đặc vào trong cái màu củ dền không? Khi mà mình cho sữa vào trong đây nè, thì cái nước rau củ của mình nó sẽ ngọt, rồi nó lại béo nữa. Khi mà mình ăn cái miếng rau câu á, là nó béo đều hết luôn các bạn, nó rất là ngon. Nếu như nhà các bạn mà không có con nít nhỏ thì các bạn có thể làm nước cốt dừa thay thế sữa đặc nha. Vì có con nhỏ mà mình làm nước cốt dừa thì các bé ăn sẽ không có tiêu, nên là mình làm sữa thì các bé ăn sẽ tốt hơn á. Nên ở đây mình sẽ dùng sữa đặc.
là mỗi trong một cái tô màu thì mình sẽ cho vào 2 muỗng sữa đặc nha các bạn. Rồi mình quậy đều lên. Rồi cái nước rau câu thì mình cũng pha đều vô trong 4 cái tô. Các bạn thấy cái màu mình pha sữa rồi nhưng nó vẫn giữ được cái màu hồng, nhưng mà nó lại béo nữa. Là mình sẽ cho vào trong mỗi một cái tô như vậy là 2 muỗng sữa đặc. Rồi cái nước rau câu mình nấu xong rồi á thì mình sẽ cho chia đều ra 4 tô. Ở đây Nghi đã chia cái nước rau câu, Nghi đã chia đều xong 4 tô rồi đó các bạn ơi. Nếu như cái tô nào mà nước nhiều thì mình cho nước rau câu nhiều nha. Cái tô sữa hồi nãy nước hơi nhiều nên là Nghi cho cái phần nước rau câu nhiều. Để cho cái độ ngọt nó đều nhau các bạn. Mình lúc đầu thì mình cho một miếng rồi mình chừa lại một miếng rau câu trong á, mình cho ở dưới đế thau á đó. Đó các bạn, mình cho cái nước rau câu trong trước rồi mình mới cho cái phần rau câu sữa lên sau. Đổ rau câu sơn thủy này á, nó dễ hơn là mình đổ rau câu lớp nha các bạn, vì rau câu lớp á, thì mình phải đợi cho nó khô nó nguội á nó đặc lại, còn cái rau câu sơn thủy này là mình không cần đợi, nó vừa hơi đặc đặc là mình cho lên là ok liền đó các bạn thấy không. Bây giờ mình muốn các bạn thích cái kiểu quện như thế nào thì các bạn cứ làm, mình chế đại như vậy nó cũng đẹp nữa các bạn ơi. Mình chế cái màu là xanh dứa, mình rải cho nó xa xa. Rồi bây giờ mình cho cái màu cà rốt lên, mình cũng như làm như vậy nha các bạn. Các bạn thích làm như thế nào thì cũng được hết trơn á. Một hồi cái rau câu của mình nó vẫn đẹp. Nghe thấy là đổ kiểu sơn thủy này là rất là dễ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái màu rau củ dền. Các bạn thấy cho màu củ dền lên nó đẹp không? Mình cho sữa vào nhưng nó vẫn giữ được màu hồng nha các bạn. Mà cái lại cái trong các màu của mình nó đều béo. Rồi thành phẩm của Nghi đã xong rồi nè các bạn ơi. Thì Nghi để nguội xong rồi Nghi bỏ tủ lạnh khoảng 1 giờ. Bây giờ Nghi đem ra Nghi cắt. Rồi bây giờ Nghi sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức với Nghi cái món rau câu sơn thủy này nha. Cái món rau câu này hồi xưa Nghi đi học á, Nghi hay đổ cái món rau câu này cho ở nhà ăn lắm. Ở nhà ba Nghi thích ăn cái món rau câu này lắm luôn. Đây thành phẩm của Nghi nè các bạn ơi. Các bạn thấy cái màu rau câu của mình nó có màu xanh lá dứa, màu cà rốt và màu củ dền, và màu trắng của sữa, nó hòa quyện lại với nhau rất là đẹp, mà ăn lại tốt cho sức khỏe nữa các bạn. Cái gì mà mình làm từ màu rau củ quả thì ăn rất là tốt luôn. Cái miếng rau câu của mình á, nó rất là vừa luôn, nó không có cứng lắm mà nó cũng không có mềm lắm luôn. Các bạn hãy làm cái món rau câu rau củ quả này cho gia đình mình ăn đi, vừa tốt cho sức khỏe mà lại vừa đẹp nữa.
Nghi chúc cho các bạn làm cái món rau câu này thành công nha. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới tiếp theo. Bye bye.